ti à? Sao con cứ nhõng nhẽo vậy? Hằng ngày phải rèn luyện, bơi lội thường xuyên để không sợ giống ti ô chứ. Sống khỏe mạnh để có thể đối diện với cái chết, đừng có sợ chết. Vì linh hồn và thần thức không bao giờ chết, chỉ có cái thân này chết mà thôi. Ti ô cho con nhịn đói một ngày để con có thể dám đối diện với cái đói, chứ không phải là để con la hét sơm sờm than đói bụng hoài như vậy. Con không được cung phụng cho cái thân này quá, hiểu chưa? Đây, nhịn một ngày thôi cho nội tạng nghỉ ngơi, uống nước đi cho khỏe. Đó cũng là cách tốt để loại bỏ độc tố trong thân. Thật là phiền phức. Đi hoài, con phải thật sự hiểu rõ thần thức của con không thể chết. Tuy mang thân con gái cá, nhưng mà tâm của con phải là tâm của người cá Tiêu chị chứ. Con phải hiểu lời của Tiêu nói, đơn giản con hãy nghĩ con chỉ sống được ngày hôm nay thôi, ngày mai con sẽ bị chết do đói hoặc bệnh hoặc bị bắt cóc. Dạo này là nhiều người âm mưu muốn bắt cóc con lắm rồi đó, nên hãy tập buông xả đi con, buông bỏ đi, đừng có chấp vô cái bụng đói của con nữa. Kệ bữa nào đó bụng nhịn đi con, hôm nay con cứ nhịn để học cách giữ tâm thanh tịnh, hiểu chưa? Những điều Tiêu muốn dạy con hôm nay chỉ đến như đây thôi. Nhịn đói một bữa giống Tiêu hôm nay nhé, Tiêu cũng đang nhịn đói, không có chết đâu mà đừng có la. Đi kiếm nước uống hay lá càng cua ngoài sân ăn đi ha.